Đây à, cháu con có về về với cha con. Mấy đêm nay cha không có ngủ được con. Cha nhớ con lắm con. Cha chỉ có mình ơn con thôi. Về với cha đi con. Con thấy thấy video này con hãy về với cha nghe con. Cha nuôi con từ nhỏ tới lớn giờ. Con đi cha buồn lắm con. Thật sự Cha đi khổ. tìm con mấy bữa nay. Dạ rồi, em xin phép chào anh. Dạ. Xin phép chào chị gái. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Dạ, em tên là Dương Nhân Khanh. Anh Khanh là quê quán ở đâu đây? Dạ, quê em ở tỉnh An Giang anh. An Giang ha. Dạ. Hôm nay anh về đây cùng với ai đây? Về đây với người vợ. Vợ hả? Dạ. Vợ là mẹ của bé này hay sao? Dạ không phải anh. À, là vợ sau hả? Dạ. Hôm nay vậy là hai vợ chồng anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ là tìm con hả? Dạ đúng rồi. Con gái anh họ tên là gì? Con gái em tên, họ tên là Dương Thị Thùy Lâm. Dương Thị Thùy Lâm. Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi anh trai? Bé tới 1 tháng 8 này được là tròn 14 tuổi. Trời đất ơi, bé bỏ đi ngày nào đây? Có đi ngày bữa thứ hai là bữa nay ba là ngày 1 tây anh. Vậy là mới 2 ngày đúng không? Dạ, Đi là đi tại đâu? đi tại phòng trọ của em. Phòng trọ mình trọ ở đâu đây? Em trọ ở đường ở đường KH2 Phường nào? phường Thái Hòa anh. Bến Cát hả? Dạ đúng rồi, Bến Cát Bình Dương. Bến Cát Bình Dương. Dạ Đi là con nhà mình đi là có mang theo thứ gì đi không? dạ em cũng không biết đi mang theo cái gì, tại vì em đi làm hay à, đi làm xong thì chiều về là không thấy bé ở nhà. Vậy bé ở nhà với ai? Nó ở nhà một mình, thường nó ở nhà một mình. Chị và anh và chị là lên đây là sống gồm mấy thành viên trong gia đình đấy? Dạ tới 4 rồi, có cô ruột nó nữa. Cô ruột là mình có ở chung nhà không? Dạ ở chung nhà chị em, chị ruột em là đi làm. Là chị gái đây có ở chung không? Chị á? Em lâu lâu em qua một tuần qua 3 4 ngày. Ủa là anh cũng ở riêng hả? Dạ Là không có ở chung với chị hả? dạ Ủa sao kỳ á? Tại vì chưa ở chung. tại vì mới đây anh. À, dạ mình làm đám cưới chưa? dạ chưa Chưa ha. Vậy là mình gọi là bạn gái thôi. dạ À, bạn dạ gái thôi. dạ Nào làm đám cưới đăng ký kết hôn mình mới gọi là vợ ha. dạ Vậy là con nhà mình là trong cái quá trình ở nhà là có đi làm hoặc là học hành gì không? dạ không anh, ở nhà em đang hỏi chỗ cho nó học nghề, học làm tóc á. Bé ở với anh lâu chưa? Dạ ở với em lâu lắm rồi, ở từ lúc có 3 tuổi giờ Ba mẹ. tuổi à? Cho dạ em hỏi một cái điều tế nhị xíu à? dạ Là anh và vợ là thôi nhau mười mấy năm rồi hả? dạ đúng rồi anh, em mười mấy năm. Vậy là bà xã của anh có hay đến thăm con không? Dạ không không anh, từ lúc đi tới giờ là không có hỏi thăm, trên có mẹ con có liên hệ qua điện thoại thì liên hệ chứ không có đến thăm viếng gì thì nhà hết. Trời đất ơi, vậy là không có chăm sóc, không có thăm non cũng như là không có cho con được đồng tiền nào mua bánh kẹo hả? Dạ đi hồi lúc nó gái em nó 2 tuổi mấy, gần 3 tuổi à, tới nó vô học lớp 1 là mới về làm đơn ly hôn với em, gần Vậy như là là 3 năm. anh ở tới giờ phút này và anh mới quen chị này đây đúng không? Dạ Hay là mình quen lâu rồi? dạ mới quen đây. Vậy là mười mấy năm trời, Dạ mình mới quyết định mình đi tìm một cái hạnh phúc riêng nữa đúng không? dạ thì em cũng hỏi ý kiến con gái rồi, thôi giờ con lớn rồi cha đi tìm mẹ cho con, xin em bé cho con nha, chịu không? Con gái nói sao? Đó là thì nó cũng ham em bé lắm, nó thôi kiếm con đứa em đi cha. À, là vẫn bé vẫn chịu đúng không? Dạ Vẫn chịu cho cha có một cái hạnh phúc mới. dạ Bởi vì anh là sinh năm mấy chứ? dạ năm 88. 88 thì dạ mới có 36 mà dạ đang còn trẻ. dạ thì hỏi nó có đưa hình cho nó coi, hỏi con chịu gì này không, cái là đó là do cha chứ hỏi chịu không gì, rồi dắt lên về lần cái nó gặp nó là được đó cha, chịu cha. Được ha. Dạ Vậy là tốt rồi. dạ Trước khi con gái bỏ đi là gia đình nhà mình có ai la dầy gì bé không? dạ không anh, trước khi đi bỏ đi là cái đêm đó còn đi dì cháu đi chợ mua đồ mua đạc rồi mua vật dụng cá nhân như này kia đồ cá nhân À vậy hả? cho hai dì cháu. Vậy là gọi là mẹ tương lai đi. Dạ Vậy là hai mẹ con là cũng đi mua đồ hả? Có hay đi chơi với nhau không? Có Chị có thương bé không? có Chị nói lớn rồi giúp em nè. có
Có xem, nếu mà xác định mà đến với anh đây là chị có xem đó là giống con ruột mình không? Đúng. Thương ha. Dạ. Theo như chị thì bé nhà mình lần này bỏ đi là vì điều gì đấy, chị biết không? Mình có nghi ngờ điều gì không? Không nghi ngờ, tự nhiên nó đi. Chị là mình là nhắn tin, gọi điện mà không thấy. Chị là có hay tiếp xúc hay nói chuyện với bé không? Ít lắm, chị biết nói thương gì, thích gì, ăn gì đi mua cho thôi. À, vậy là thì chị biết nhớ thì ôm hôn nó thôi chứ. Có ôm hôn lần nào chưa? Có. Vậy là rất thương đúng không? Nó cũng có nói dèm hoài, nói cha gì gì Sương hung con hoài, cha nói thương con, hung con. Tức là chị cũng không chưa bao giờ nói nặng nói nhẹ gì đến bé đúng không? Chưa. Vậy là mối quan hệ gia đình nhà mình là rất tốt đẹp. Dạ. Không có điều gì khiến con nhà mình phải bỏ đi. Dạ. Lần này bỏ đi là con nhà mình có viết thư viết từ gì để lại không? Dạ không. Nó có mang theo thứ gì đi không? Dạ lúc đi bé có đem cái điện thoại theo, còn có đem quần áo gì không mà em không biết nữa. Tiền bạc. Tiền bạc thì như bữa thứ bảy em về em đi làm về, chị thứ bảy em có cho nó 500. Cho nó 500 đã nó mua. Con nhà mình theo anh là có ngoan không? Dạ có. Anh nói là có nghe lời không? Dạ nghe. Trước giờ có bỏ đi như vậy không? Dạ không. Vậy là anh đi làm còn con là cứ ở trọ vậy hả? Dạ. Ở nhà là bé lại bé bé chơi không hả? Nằm ở nhà chơi mà dưới tại em đang làm mà làm hồ mà anh. Bấm điện thoại đúng không? Dạ. Con gái ở nhà nằm chơi là rảnh là bấm điện thoại phải không? Dạ. Bấm nhiều không? Em cũng biết nên bị làm, khi có khi giấc trưa em về, có khi giấc trưa em cũng không về nữa. Bữa nào mà giấc trưa làm sao quá không có về. Mình có thấy hoặc là nghe được con gái nhà mình gọi điện hoặc nhắn tin với ai đó không? Không luôn, nó chỉ bấm bây giờ như em lên kiểm tra này kia, lâu lâu lên trên nó ngủ trên gác, em ngủ ở dưới thì lên kiểm tra chỉ nó chỉ bắt phim hoạt hình hay bắt này bắt kia nó coi thôi. Có kênh Doraemon rồi đó. Doraemon hả? Dạ. Doraemon hay mà. Dạ. Em lớn mà em mà thích xem mà. Dạ. Bắt Doraemon. Bé có tôi. Trong cái thời gian gần đây là bé có dấu hiệu gì bất thường hoặc kỳ lạ không anh? Cũng không luôn, nó không có kỳ lạ, nhưng nó cũng đi xuống ăn uống rồi kia rồi kêu xuống ăn uống, nói chuyện cũng bình thường, cha bé... con cũng cười giỡn chuyện bình thường. Bé là có bạn bè ở đây không? À, không, từ lúc lên đây giờ dưới quê thì có chứ trên này bạn bè em cũng không biết. Trên bạn bè trên này tại vì nó có cái điện thoại, nó khi nó kết bạn trên Zalo hay Facebook gì đó em cũng không có vấn đề đó, con cái cũng hỏi mình, tới. Mình có hay kiểm tra điện thoại con không? Dạ có, lâu lâu kiểm tra điện thoại thấy nó nhắn tin như bạn bè nó bình thường, nói chuyện bình thường à. Nhắn tin mình có bao giờ mình lén mình đọc cái tin nhắn đó không? Không anh, vô dòm dòm thấy nó nhắn tin, hỏi nhắn tin gì nó là con nhắn tin nhóm rồi em chỉ cầm cái điện thoại lên em xem rồi nghe cái giọng nhóm gì nó nói chuyện nhắn tin mà ghi âm rồi đó. Như nói ra nhóm hả? Phát ra tiếng rồi đó. Là nó vô bạn bè trong nhóm mà. Đông không anh? Nhóm thì nó em chỉ biết trong nhóm thôi chứ không biết đông, cũng không biết. Không biết ha. Dạ. Chứ là anh có thể là anh ít am hiểu về công nghệ. Đúng dạ, không ạ? Dạ, anh đúng xem rồi. Thôi chứ anh cũng không biết gì. Dạ đúng rồi. Thì làm mướn mà. Anh là đi làm hồ là mình làm là sáng đi tối về hả? Em sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Dạ. Chủ nhật nghỉ phải không? Dạ. Mình có hay đưa con đi chơi không? Dạ có anh. Mình vậy là ăn uống là như thế nào? Con ở nhà tự lo hả? Tự túc hả? Uống là sáng như bắt là cơm sẵn, mua đồ ăn sáng sẵn cho nó. Rồi đồ ăn thì có trong tủ lạnh. Rồi giờ thì có lúc trước thôi, giờ thì có hiện giờ là có chị ba lên chị ruột á. Dạ. Là ba lên ba nấu đồ ăn sẵn. À. Là chắc chưa bả với gì đó vậy? Cứ gọi là vợ tương lai đi. Thì bà chị thứ ba đó với vợ tương lai thì chắc chưa đi về. Là ăn chung. Dạ đi về là kêu nó xuống ăn cơm. Lần này đi là anh có nghi ngờ rằng con gái nhà mình quen biết trên mạng xã hội hoặc là theo ai đó dẫn đi không? Dạ không, em cũng không biết. Không biết gì trơn ha. Dạ, tại vì em đi làm suốt ngày. Mình đi làm như vậy á, chắc ít thời gian dành cho con lắm đúng không? Dạ, có chiều tối về mới dành cho con. Tối về dành cho người ấy rồi, thời gian đâu dành cho không, con? Chiều về là con là quan trọng nhất. Về là bắt đầu là lên bước lên phòng, bước vô nhà là lên con phòng, là quan trọng đúng không? Lên phòng con gái trước. Xong rồi mới về tắm rửa, nghỉ ngơi rồi kia rồi là kêu con xuống ăn cơm mà hỏi con có đi đâu chơi không mà cha chở em gặp. Mình là có bao giờ mà cả ba người mình đi chơi không? Dạ có. Có hả? Vậy là quá tốt đẹp rồi. Mới đi chụp tấm hình này luôn nữa. À vậy hả? Tấm hình này là chụp hôm nào? Chụp hôm hồi cuối tuần rồi. Cuối tuần rồi là dạ, cả gia đình đi chơi ha. Dạ. Mình đi công viên ha. Dạ.
đi vô ai cũng lắc. Mình bố đi bộ lô tô vào chợ ai cũng lắc. Vui, trong đó vui lắm. Yeah. Đồ ăn vặt cũng nhiều, nói chung yeah. thích lắm. Yeah. Thì đi đó cuối tuần đó là cái này là hai dì cháu nó chụp hình nè. Mà lại cắt ra lấy có tấm hình nó không mà. Vậy là cứ cuối tuần là cho con đi chơi. Dạ. Yeah. Con muốn ăn gì thì ăn đúng không? Dạ. Yeah. Mặc dù là anh là làm hồ, cái mức thu nhập nó cũng không được được ổn định, nhưng mà con thích gì là mình thương con, mình cho con hết đúng không? Dạ. Con đi đâu cũng muốn ăn gì là mua cho con. Em biết mà, cha mẹ ai cũng vậy hết á. Yeah. Đều thương con, muốn ăn uống gì là lo cho con hết. Yeah. Tới giờ phút này anh đang sợ nhất con anh gặp điều gì đây? Nhất là điều này là sợ nhất là giờ đi lên đây trên này phức tạp, sợ con cái nó bị dụ dỗ bán đi qua Trung Quốc hay cam thì... Khổ ha. Dạ. À, sự việc của anh đã báo công an chưa? Dạ chưa anh. Trời đất ơi, sao chưa báo công an? Thì em cũng tin con rồi, nói con nói là con đi về, con đi về. Ủa vậy là lúc đi là có gọi điện được hả? Gọi mà nó không bắt máy, nó chỉ nhắn tin lại thôi. Nhắn sao? Nhắn là con đi với bạn, xe bị hư, con về liền. Rồi xong là bắt đầu là nói xe bị hư rồi, chụp cái hình xe gửi cho em nữa là xe đang sửa xe, sửa xe xong con về liền, con điện cho cha. Rồi đó là xong luôn, là tối qua đó là sáng qua giờ này còn điện được. Rồi giờ là tối, chiều qua tối qua là hết điện được luôn, tắt nguồn luôn. Ngay lập tức sau khi từ chỗ anh em về. Yeah. Bây giờ cũng hiện tại cũng 12 giờ rồi. Yeah. Thì tầm 1 giờ hơn 1 giờ mình tới nơi cơ quan chức năng mà mình đang tạm trú. Yeah. Mình trình báo để nhờ cơ quan chức năng công an giúp đỡ gia đình nhà mình nhé. Yeah. Bé nhà mình 14 tuổi đúng không? Yeah. Trẻ em dưới tuổi vị thành niên nhá. Yeah. Gấp cho em chứ không có cái chuyện là lơ đảng như vậy được nhá. Yeah. Anh lơ đảng quá. Đúng ra là mình đi 24 tiếng là mình ra mình báo công an được rồi. Bây giờ là 2-3 ngày trời rồi. Yeah. Nhá. Khổ, thật sự khổ. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con gái của anh đi. Hy vọng con gái của anh xem được video này sớm quay trở về. Nói đi anh. Đây à, cháu ơi con có về với cha con. Mấy đêm nay cha không muốn ngủ được con. Cha nhớ con lắm con. Cha chỉ có bình ơn con thôi. Về với cha đi con. Con thấy lấy video này con hãy về với cha nghe con. Cha nuôi con từ nhỏ tới lớn giờ. Con đi cha buồn lắm con. Thật sự cha đi tìm con mấy bữa nay. Con hãy đi về với cha đi con. Em cũng biết nói giờ. Anh em hiểu. Yeah. Rồi. Rồi chị. Bây giờ thì chị thương ảnh thì phải thương luôn cả con của ảnh đúng không ạ? Tới giờ phút này em hiểu được chị cũng rất là lo lắng. Chị thật sự theo em suy nghĩ thì chị chính vì cái thương nên hôm nay chị mới có mặt tại đây và chị mới ngồi cùng với anh để đi tìm con. Rất nhiều người phụ nữ và rất nhiều người đàn ông khi mà về đây mà khi mà mối quan hệ là chỉ là chưa tới mức độ là vợ chồng thì người ta không dám lên hình đâu. Nhưng mà chị hôm nay là chị rất bản lĩnh bởi vì cái tình yêu thương em tin tưởng rằng là cái tình yêu thương của chị dành cho bé cũng rất nhiều. Chị hãy nói một điều gì đó với lại bé đi chị. Chị cũng không biết nói gì hơn, mong con về đây với cha, với dì, với cô ba. Mọi người đều chăm con hết. Chị cũng không biết nói gì nữa. Nhắn tin con cũng không trả lời, gọi điện không được. Chị rất nhớ con. Thương ha, cái giây phút này xúc động ha. Thật sự rất thương. Hy vọng con gái xem được video này thấy ba của con cũng như là dì về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con thì con đang ở đâu đó sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Mà tới giờ phút này mà con bị ai đó dụ dỗ hoặc cám dỗ khống chế không cho con về thì con hãy gọi về số của các chú các bác công an trước là 113, sau đó thì con gọi về cho đường dây nóng của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các chú có mặt ngay lập tức để mà giúp con sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu mà cái trường hợp tới giờ phút này mà con đi theo bạn, theo bè, con đi chơi, con ham vui để con bỏ cha, bỏ gia đình con đi thì chú mong rằng con đang đâu đó phải sớm quay trở về, ngay lập tức về với gia đình. Bởi vì hiện nay là con mới 14 tuổi, đặc biệt con là con gái, con chưa từng biết ngoài đời như thế nào mà con đi như vậy thật sự. Gia đình cũng như là tất cả mọi người rất là lo lắng cho con. Nên mà hy vọng con xem được video này dù trong hoàn cảnh nào thì con cũng phải sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình.
Còn những cái đối tượng nào, cô chú nào, ông bà chủ quán nào thậm chí đã và đang giữ bé, có ý đồ ý định xấu với bé mà không cho bé về thì hãy nhanh chóng đưa bé về trong ngày hôm nay và ngày mai. Nếu mà ngày hôm nay và ngày mai mà không đưa bé về thì chắc chắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì bé mới có 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Và nếu mà trong ngày hôm nay và ngày mai đưa bé về với điều kiện là chưa có tác động hoặc gây một cái hậu quả gì với bé, còn nếu mà gây một cái hậu quả gì với bé thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Dạ thưa cô chú anh chị, rất mong rằng video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm kiếm được thông tin của bé ở đâu để giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhá. Anh chị không có mất tiền gì đâu nhá. Và em hy vọng một ngày gần nhất thì con nhà mình sẽ quay trở về, anh chị cũng bình tĩnh nhá. Và em chúc cho gia đình nhà mình là nhiều sức khỏe, và điều đặc biệt là con sớm quay trở về. Hy vọng trong thời gian sắp tới là hai anh chị đã có một cuộc sống thật là hạnh phúc, cũng như gia đình nhà mình là gặp nhiều may mắn nhá. Hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ em đồng ý ạ. Rồi xin phép chào anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.